Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video ngày hôm nay, Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà đường ngõ thông thoáng. Căn nhà này lô góc hướng nhà là hướng đông nam, được xây dựng và thiết kế là 4 tầng. Với căn nhà này đường ngõ thực tế như quý vị có thể nhìn thấy, sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà được ngay, đường thông, ngõ thoáng, ô tô đỗ gần như là trước cửa. Và với cái vị trí nhà này thì cách với lại cái điểm để xe ô tô ngày đêm gửi xe nó chỉ khoảng tầm 50m thôi mọi người ạ. Với cái vị trí là thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, trong một căn nhà lô góc hai mặt thoáng, về ở được ngay, thiết kế hoàn thiện chỉnh chu. Với cái phần hoàn thiện của ngôi nhà thì Ngọc Ánh đang đứng ở đây là phần tầng 1. Với cái phần cửa chính của ngôi nhà thì thiết kế là hai lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa gỗ kính. Và cái lô nhà này là lô góc cho nên ở đây thiết kế hai mặt thoáng, ở đây có cửa sổ. Và với cái phần hoàn thiện nhà thì rất là chỉnh chu, diện tích thì chỉ được 30m, mặt tiền là gần 6m. Và cái căn nhà này thì nó gần như là vuông ấy mọi người ạ, nó gần như là thế. Bởi vì cái mặt tiền của nó rộng 6m cho nên cái chiều dài vào căn bên trong nó chỉ khoảng tầm được 5m thôi. Và với đây là ngoài đang đứng ở đây là phần phòng khách của ngôi nhà. Căn nhà này thì hình như là đang là chưa có điện mọi người ạ. Đấy. Và cái phần phòng khách của ngôi nhà đây, gạch lát nền kích thước gạch 60-60. Vị trí căn nhà này thì nó gần với lại trường đại học Fenica này, gần với cuối khu đô thị Đô Nghĩa Hà Đông. Cụ thể thì là nó thuộc tổ 14, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông quý vị nha. Đường ngõ thông thoáng, giá chào bán 2.500.000.000 đồng, bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Và chắc hẳn quý vị sẽ hỏi rằng là nếu như mà vay ngân hàng thì căn nhà này có thể vay được tối đa bao nhiêu? Thì căn nhà này có thể vay tối đa cho quý vị khoảng tầm được 1 tỷ 2 cho tới 1 tỷ 3 tiền ngân hàng. Phần còn lại quý vị chuẩn bị sẵn tiền mặt để có thể sở hữu cái căn nhà này nhá. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện đều đã được lắp đặt đầy đủ rồi. Và phía phần tầng 1 thì chủ nhà có lắp cho mình một chiếc quạt trần. Với cái không gian nhà này thì ngoài cái phòng khách, tầng 1 còn có một không gian phòng bếp, bếp chữ L, rất là hợp lý mọi người ạ. Nói chung với cái diện tích 30m thì nhỏ nhắn, xinh xắn, đáp ứng công năng vừa đủ dùng cho quý vị có một hộ gia đình sử dụng, rất chi là hợp lý. Đây, toàn bộ mặt bếp thì ốp đá granite, phụ kiện bếp, tủ bếp đều đã lắp xong xuôi hết cho mình rồi. Chậu rửa, vòi rửa, chất liệu inox 304. Hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt hết rồi. Xung quanh bếp thì là ốp gạch. Và ngoài ra ở phần tầng 1 thì còn có một phòng vệ sinh. Bởi cái này nó chưa có điện nên nó hơi tối một chút nha mọi người. Đó, thì đầy đủ cho mình bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Quan trọng nhất của cái căn nhà này nó chính là vị trí. Vị trí của căn nhà này thì đường ngõ thông thoáng, ô tô có thể đỗ cửa, giao thông đi lại thì phù hợp với quý vị nào đang đi làm ở Hà Đông. Cái căn nhà này là có hai trục đường đi vào, quý vị có thể đi đường Quang Trung, đi thẳng xuống cầu Mai Lĩnh sẽ phải vào, hoặc quý vị có thể đi tới cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương đi thẳng vào. Nó có hai cung đường rất phù hợp với quý vị nào đang đi làm ở Hà Đông này hoặc đi làm ở Trương Mỹ này, rất chi là hợp lý đúng không ạ. 2 tỷ rưỡi cho một ngôi nhà 30m 4 tầng, sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà luôn, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế là gỗ. Ở đây thì cái phần ngăn cách giữa cầu thang và phòng khách là có những chiếc lam gỗ đây mọi người ạ. Đây, hợp lý. Theo hiện trạng đúng như của căn nhà này thì quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Ngoài xin mời người theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Và đây là phía tầng 2 của ngôi nhà mọi người ơi. Tầng 2 thiết kế một phòng ngủ rộng và một phòng vệ sinh ở phía bên ngoài. Với cái căn phòng tầng 2 này thì quý vị có thể nó rất là vuông vắn, rất là dễ dàng kê đồ nội thất ở phía bên trong. Cửa sổ thì hai bên rất là thoáng. Hướng nhà đông nam thì rất là mát. Cái hướng nhà đông nam là cái hướng quy chuẩn cho rất là nhiều người lựa chọn. Bởi vì cái căn nhà, cái hướng đông nam này thì nó mùa đông thì ấm, mà hè thì mát mọi người ạ. Đây, cửa bên cạnh, bên hông đây. Và ở đây, cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ cho quý vị, rất là hợp lý. Trên phía tầng 2 này thì thiết kế đầy đủ hệ thống điện. Và trên phía tầng 2 thì không thiết kế hệ thống trần thạch cao, thay vào đấy là thiết kế trần thường. Và tầng 1 của ngôi nhà, tầng 2 của ngôi nhà ngoài cái phòng ngủ ra thì có một phòng vệ sinh rất là rộng. Nó hơi tối một chút, tuy nhiên thì Ngọc Ánh vẫn quay
để gửi tới cho quý vị đầy đủ bồn cầu, lavabo, bàn đá này, nói chung đầy đủ thiết bị vệ sinh cho quý vị sử dụng trong tầng 2. Và tầng 3 thiết kế ra sao? Mời mọi người theo em lên trên tầng 3 của ngôi nhà. Và đây là phía tầng 3 của ngôi nhà mọi người ạ. Tầng 3 của ngôi nhà đây, thiết kế cũng giống hệt tương tự như tầng 2. Tuy nhiên thì ở trên phía tầng 3 này, như vậy lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà là có hai phòng riêng biệt đúng không ạ? Giống hệt như tầng 2 thôi. Thiết kế trong phòng ống chờ, dây chờ, át chờ, điều hòa. Cửa sổ thì hai lớp, bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện. Cửa thông phòng đây, tất cả các cửa thông phòng thì đều thiết kế là cửa gỗ. Phòng vệ sinh ở phía tầng 3 cũng vậy, thiết kế tương tự như tầng 2 cho quý vị. Đầy đủ cửa sổ thông thoáng, quạt hút gió, bồn cầu, lavabo, hệ thống sen tắm. Và phần còn lại tầng 4 của ngôi nhà, mời theo em lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà nhé. Trên phía tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế như sau quý vị ơi. Ở đây có một ô giếng trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Và tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế cho quý vị cũng một phòng tương tự như tầng 2 và tầng 3. Phòng trên tầng 4 này thì thiết kế khá là rộng. Quý vị có thể thiết kế làm phòng ngủ, phòng khách, phòng làm việc. Cái này thì tùy công năng sử dụng của mỗi hộ gia đình. Còn đâu thì Ngọc Ánh cũng quay và review cho quý vị cụ thể từ tầng 1 cho tới lên tầng 4. Nhà có như thế nào thì quay và review cho quý vị như vậy thôi. Quý vị nào cảm thấy ưng ý về cái giá bán, ưng ý về cái cung đường đi lại, vị trí thì có thể liên hệ trực tiếp với lại Nhà Tốt nhé. Đây là phần sân phơi, rất là rộng. Trời đang là mưa mọi người ạ. Đây là khu vực sân phơi để máy giặt, sán thoát nước, ổ điện. Nói chung cho một căn nhà đường thông thoáng, lô góc hai mặt giá 2,5 tỷ, phù hợp với lại cái vị trí đi lại ở Hà Đông thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp với Nhà Tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983 013403 hoặc 0888 041 444 để em tư vấn cho quý vị chọn lựa được những căn nhà ưng ý nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo.